Kính thưa quý vị lãnh đạo, quý đại biểu, các bạn thường quân và các học sinh thân mến, nhằm kết nối với chị Hảo Tâm, các bạn thường quân, tấm lòng nhân ái đến những gia đình, những em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Bình Hiệp để hiểu nhau hơn qua, giống như cô nói, diễn viên Vũ Lê Trái Ngưng, người cho một nước ngoại thương nhân cùng. Bao ngàn đời nay, người Việt Nam ta luôn là những người giàu lòng nhân ái. Với những câu thành ngữ kỳ nhau như là lá lành đùm lá rách, chỉ có sự đồng bộ, yêu thương, hỗ trợ lẫn nhau. Của các thành viên các cộng đồng xã hội trong cuộc sống này, người giàu có, khỏe mạnh, giúp đỡ người nghèo khó, yếu đuối, thậm chí những người bình thường cũng có thể giúp những hoàn cảnh hoạn nạn, hoàn nạn khó khăn, xa cơ lỡ dần. Nói một cách khác, thực tế hơn, trong một nắm cái đói bằng một bổ cái no, đó là nét đẹp truyền thống của người Việt Nam mà không phải dân tộc nào chúng ta cũng có, để yêu thương những người có hoàn cảnh éo le trong cuộc sống, giúp đỡ người khi gặp các trở khó khăn. Thì hôm nay ngày 4/9/2024 được sự cho phép của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Hiệp, Ban Nhân trường phối hợp cùng sự chung tay của Mặt trận Tổ quốc của xã đã cùng đồng thời phối hợp với đoàn thanh quân cho anh Phạm Tấn Đạt chủ trì hỗ trợ để giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn để tổ chức chương trình trao quà em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hiệp. Đó là chúng là lý do đến hôm nay để chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Với chương trình buổi lễ hôm nay thì chúng tôi xin trân trọng được giới thiệu về phía lãnh đạo thì có bà Trần Thị Văn Tiết, phó chủ tịch xã Bình Hiệp đề nghị các anh chào mừng. Và rất hiển nhiên chúng tôi mặt trận tổ quốc xã. Và quỹ Kiền Trang chế cơ bên đạo quỹ xã. Thì phía mặt chúng tôi thì có anh Phạm Tấn Đạt đại diện cho về lớp đại công mặt cũng cái trà hoa chương trình này để người ta được chào. Và bên cạnh đó thì cũng có tập thể các em học sinh của hai trường, đó là trường tiểu học Đặng Thị Mạnh, trường tiểu trung học cơ sở Lưu Đôn cùng với thầy cô của trường đã dự cái chương trình trao quà hôm nay để người ta nhiệt liệt chào. Các em mến, để chúng ta giúp đỡ những hoàn cảnh đó thì bên mặt trận tổ quốc của xã đã là một cái dịp cầu nối và rất đã lần này là lần thứ hai đã chung tay cùng với ban nhà trường đã chủ động và phối hợp được sự tài trợ của anh Phạm Tấn Đạt là về giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn của những em trên địa bàn xã và một số gia đình bên phòng thứ hai ta để hướng đến những cái nét đẹp tốt đẹp nhất đến với những người nghèo, những khó khăn trong xã mình. Và sau đây thì đến với chương trình mai sẽ mời anh Tổng Đạt có đôi lời phát biểu có kết thúc chương trình mai sẽ đây các bạn. Dạ, kính thưa ban lãnh đạo xã Bình Hiệp cùng toàn thể các bé có mặt hôm nay, thì ngày hôm nay cũng là chuẩn bị được tụ trường năm học mới, thì chú cũng được sự tin cậy của anh Thông Mì đang sống ở Mỹ có hướng về quê hương của mình, thì cũng có gửi về chú một số tiền để mời chú mua cho các bé ở đây, các em ở đây là đạo đàn rồi đồng phục mới mà viết. Thì quê hương mình thì quê hương dùng biên giới cho nên cái cuộc sống nó rất là nhiều khó khăn, cho nên thì đây là một cái tấm lòng nhỏ mà anh Thông Mì gửi về cho các bé. Thì hy vọng đầu năm học mới thì các bé có đầu mới nè, cũng như là cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng sự mong mỏi của anh Thông Mì nha. Ok. Rồi thì hôm nay thì đại diện chỗ anh Thông Mì thì chú xin gửi đến cho xã biên giới mình thì hai trường thì tổng cộng là 8 cái phần quà. Thì xin cũng thay mặt cho các bé ở hai trường, thì trường Thành Thiên Mạnh và trường Lê Quý Đôn cũng như đại diện của lãnh đạo xã Bình Hiệp thì gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến chỗ anh Thông Mì, cũng hy vọng rằng anh có thể là tiếp tục hướng về quê hương, hướng về các bé biên giới để các bé có thể có cuộc sống ấm no hơn, đầy đủ hơn và có thể là cái việc học nó được hoàn toàn, có thể là bé nào cũng được đi học để có thể biết chữ và sau này có cái cuộc sống công việc ổn định hơn để mà cho lo cho đất nước. Dạ, xin cảm ơn ạ. Một lần nữa thay lời ban nhà trường cũng cảm ơn anh Phạm Tấn Đạt đã mời tới học viện sinh hôm nay. Và cái đó thì thay mặt là ủy ban xã sẽ trao cảm ơn đến nhóm trường quân cho anh Phạm Tấn Đạt
để chưa dẫn đến Thanh Trao quà sau đây xin mời bà Trần Thị Minh Tiết, Phó Chủ tịch Ban xã Bình Hiệp lên trao thư cảm ơn với anh Hàng Giang. Xin mời. Bà Trần Thị Minh Tiết. Mời chị luôn. Hôm nay đã có mặt đại mới có được chứ. Để chúng ta cảm ơn các em. Này, cảm ơn và để đáp lời với tấm chương trình đó thì sau đây thì ban hiệu trường sẽ gặp mời thầy Nguyễn Văn Trí, hiệu trưởng nhà trường đến phó đầu lời phát biểu trong cái chương trình hôm nay. Xin để kính mời thầy. Kính thưa bà Trần Thị Minh Tiết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Hiệp. Kính thưa bà Đinh Thị Diệu, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Hiệp. Kính thưa bà Nguyễn Thị Huyền Trang, tổ chức của đảng bộ xã Bình Hiệp, cùng với là sự có mặt của các nhà mạnh thường quân, các cái nhà hảo tâm, đó là đại diện anh Đạt Vê Lọ và anh Trung TV, hết sức là dành cái thời gian quý báu của mình đến đây chia sẻ cùng với là tập thể trường Tiểu học Đặng Thị Minh và trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn, thì đặc biệt là những các em mà có cái hoàn cảnh khó khăn, chia sẻ những cái vất vả với là cha mẹ của các bé có mặt trong ngày hôm nay. Đây là cái sự đóng góp hết sức là thầm lặng mà giúp cho các con là có cái động lực hơn trong cái quá trình học tập từ đây cho đến là cuối năm. Và qua đó thầy cũng hy vọng rằng tất cả các con là cố gắng học tập thật tốt để đáp lại cái tấm chân tình mà các anh chị, các cô chú ở cái đoàn thiện nguyện, cái nhà hảo tâm đã là tạo điều kiện cho các con học tập, mong mỏi các con học tập ngày ngày càng tốt, đóng góp cho là xã hội nói chung và cho cái xã hội Bình Hiệp nói riêng. Và cũng qua cái buổi hôm nay cũng là một trong những cái duyên để gọi là hội hậu, thì cũng kính chúc cho là chỗ anh Đạt Vê Lọ rồi anh Trung TV cùng với là quý lãnh đạo của xã Bình Hiệp ngày một dồi dào sức khỏe và thành công trong trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Xin trân trọng kính chào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
63. Xin mời đàn và cô đàn có tiếp lên đàn thảo quả xem. Tập lên cái này qua anh. Bác này một bác kia đi đó mà đúng không? Đây, đi anh qua viết nha con, viết nha, chưa chưa, đọc được không? Viết nè, đây chú gọi viết nha, đây nha, đây nha, đây, người chưa có viết hả? Cho xin một cái viết đi. Rồi. Rồi các bạn giờ đi dưới dỗ thì sẽ tiếp tục mời 10 bạn của lớp bên tiểu học chúng ta lên này. Mai Thanh Diệu Hân, bạn có tên là gì con? Lê Hoàng Duy, tên đủ rồi. Đặng Hoàng Trực, Lê Phước Tấn Phúc, Nguyễn Đình Anh, Giang Hoàng Vĩ, Nguyễn Tần Ái Tâm, Nguyễn Ngọc Thùy Tâm, Lê Thành Danh, Nguyễn Hoàng Trung, Trương Ngọc Bảo Trân, đây chú gửi nha, đây chú gửi con, rồi học giỏi nha, học giỏi nha, đây đó học giỏi nha con. Đây, cái học giỏi nha. Mình học giỏi nghe không? Rồi. Rồi. Mày ơi, lớp mấy con học lớp mấy? Lớp 3. Trời ơi, lớp 3 mà có bao nhiêu đây hả? Ôi. Lớp 3 mà có gì đây? Bao nhiêu xíu rồi cả nhà? Đây lớp 3 nè cả nhà, lớp 3 mà có nhà chứ. Này chắc người nhà con ở đâu? Người biên giới không? Hả? À. Ơi, ở nhà lớp 3 nè cả nhà. Có lớp mấy? Lớp 3 luôn hả? Đúng là mấy bé biên giới nhỏ. Rồi đây chúng ta cho nào tay kia. Rồi, thì mời các bạn về chỗ. Rồi. Lên tò 63. Tên thủ lên con. Anh Thư 71. Thủ Nhi 71. Ngọc Thư 71. Minh Đạt 72. Chỉnh Phú 72. Anh Thơ 72. Bảo Anh 72. 73 xin lỗi, 73 Ngọc Hoàng Nhân 73. Mẹ ơi, Hà My 72. Ngọc Linh 81. Xin đi đây hỏi quý vị cùng cô Trần Thị Ba Quý ta lên đang trả quà cho các em dịa phủ em nè. Đây, chờ anh gửi nha.
Gửi nha. Gửi. Ôi, con học mấy? 8. Lớp 8. Quay nhanh, quay nhanh mày. Rồi. Quay nhanh là bạn nào? Đây, như này. Rồi chờ chú gửi nha. Con học lớp 8 mấy? 83. 83 hả? Nay nhiêu ký? 27. Nhiêu? 27. Bảo An. Bảo An hả? 27 ký. Ôi lớp 8 mà nhỏ xíu rồi trời. Nhớ gì hết tóc nha con. Nha. Đẹp trai đi chú bộn, tại nhỏ thì chúng ta đẹp trai nè. Đây là những tay chân hãy nghe. Rồi. Rồi, mời mày chỗ. Quốc Hưng 73. Anh Kiện 81. Phạm Mai 81. Mai Na 73. Quốc Thịnh 81. Tấn Nghiệp 82, Bảo Ngọc 82, Anh Kiệt 82. Tôi mời thầy chú một tí, tạo lên trao quà cùng anh đạt trao quà. Đây, cho anh gửi. Bảo Ngọc. Gửi nha. Anh gửi nha. Anh gửi nha. Anh Kiệt 11. Quốc Thịnh. Là con đó phải không? Hả? Con Quốc Thịnh. Ủa, kỳ vậy? Không có người lấy đi rồi chút chút tội. Anh Kiệt đâu nè? Bạn nào anh Kiệt? Anh Kiệt 81 nè. Anh Kiệt có đây không? Con tên gì? Con tên gì? Anh Kiệt 82. Cô tên gì? Cái chân lộn á. Hả? Nhìn dục. Tên gì? Anh Kiệt. À, lộn trùng tên. Anh Kiệt 82 nè. Để đem cho khỏi đổi luôn. Về khỏi đổi. Rồi, chơi gửi nha. Chơi gửi nha. Rồi. Dạ con cảm ơn. Rồi, con nhận con cho hết cho mà để đồ lại cái này nha. Rồi, bây giờ ta chỉ nhận cô tụi con. Đây. Chú gửi. Đây chú gửi. Đây chú gửi. Rồi, chú gửi nha. Đậu. Cái sớm mày nhí quá. Sớm mày thấy lớp 1 không quá hả? Phải coi lớp mấy? Lớp 1 hả? Lớp 2? À, rồi.